đất bạc màu, ô nhiễm không khí. Đó đã từng là nỗi lo của các cấp chính quyền và các ngành chuyên môn khi hầu hết diện tích đồi rừng tại thôn Nà Cà, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn được người dân sử dụng để trồng chít. Hình ảnh những cánh rừng chìm trong khói bụi từ việc đốt dọn đồi chít đến nay vẫn còn là nỗi ám ảnh. Cùng với đó, sau nhiều năm, đất đai cũng trở nên bạc màu, cằn cỗi, năng suất, sản lượng cây chít đều giảm. Tuy nhiên, vì áp lực kinh tế và thói quen canh tác lâu năm, người dân vẫn phải duy trì mô hình trồng chít. Thấy được thực tế đó, năm 2018, sau khi tham gia thực hiện dự án quản lý cộng đồng trong chương trình nông thôn mới được tổ chức Bánh mì cho thế giới của Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em DVKC làm chủ dự án, bà con thôn Nà Cà đã cùng họp thống nhất thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng với mục tiêu kép phát triển kinh tế và bảo vệ rừng. Năm 2018 thì dự án Bánh mì cho thế giới thì được đầu tư vào xã Mỹ Thanh, nó có 3 thôn, trong đó về chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì có thôn Nà Cà thì thực hiện rất là hiệu quả, từ cái đất chống đổi trồng lau sậy, sau đó là đất trồng chít mà đã sử dụng lâu năm không đạt hiệu quả cao thì người dân đã họp bàn và thống nhất thành lập tổ hợp tác để triển khai cái dự án là chuyển đổi từ cây chít sang trồng rừng là cây quế, cây mỡ. Thì về cái hiệu quả thì bước đầu thì hiện tại thì cái diện tích chuyển đổi cây trồng thì cây quế và cây mỡ thì phát triển rất là tốt. Và về cái lớn nữa đó là việc che phủ đất trống đồi trọc thì đấy cũng là hiệu quả rất là cao, tăng độ che phủ rừng cho diện tích rừng trên địa bàn xã. Thôn Nà Cà, xã Mỹ Thanh là một trong những thôn vùng cao khó khăn của huyện Bạch Thông. Thôn có 64 hộ dân thì có tới 34 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo. Bà con trong thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây người dân chỉ quen với việc trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp nên cuộc sống nhiều khó khăn. Là địa phương có diện tích đồi rừng khá lớn, bà con trong thôn chủ yếu sống dựa vào rừng và chọn cây chít để phát triển kinh tế. Thế nhưng, hàng năm sau mỗi vụ thu hoạch, việc đốt dọn nương rẫy, chuẩn bị cho vụ chít tiếp theo cũng gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Sự đa dạng hệ sinh thái và góp phần gây tăng thêm lượng khí thải nhà kính. Khói bụi bao trùm thôn, đất đai ngày một bạc màu và khi mùa khô đến, tình trạng cháy rừng cũng đã xảy ra. Trồng chít thì như mấy năm trước thì nói chung là trồng chít thì nó cũng thu hoạch nó kinh tế nó không được cao lắm vì nó mất nhiều công á. Đất thì nó cũng phải cái gì trồng lâu năm nó cũng thoái hóa. Và toàn đồi của lau này nên là năm nào cũng bị cháy. Thực hiện dự án quản lý cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, bà con thôn Nà Cà đã được chia sẻ, thảo luận và nêu ý kiến về việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Theo đó, người dân đã thống nhất chọn các loại cây lâu năm như keo, quế, mỡ để thay thế cho cây chít. Sau 3 năm, dự án đã trồng mới được hơn 40 hectare keo, quế. Nhờ đó, cảnh quan môi trường trong thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những cánh rừng được trồng mới cũng hứa hẹn về một cuộc sống ấm no hơn. Từ khi có cái Bánh mì thế giới vào cái thôn Nà Cà chúng tôi ấy, thì tôi thấy rất có lợi. Kể cả gia đình tôi thì đã được hỗ trợ một số cây con để trồng quế, keo. Hiện nay keo đã vừa mới có năm nay là năm thứ 3 thôi, nhưng mà khoảng 3 năm sau nữa là được bán rồi. Tôi trồng hơn hát keo và gần hát quế. Thì cả làng bà con ai cũng trồng. Nhiều hộ bây giờ keo đã sắp được thu hoạch 3 năm thôi, mà những hộ nào mà đất tốt thì hiện nay keo đã vòng dây có cây có khoảng 30 rồi. Trước nếu mà chưa có cái dự án này thì là bà con trồng cây nhưng mà cũng ít. Nhưng mà đến năm 2018 là bắt đầu có cái chương trình quản lý cộng đồng trong chương trình nông thôn mới, dự án đến đã triển khai với dân thì nhân dân vào cuộc rất là nhiệt tình. Thế là bà con lựa chọn ưu tiên là trồng rừng. Nếu như còn có dự án thì rất là mong muốn dự án lại đầu tư về thôn thì thôn sẽ trọng tâm vào về phát triển kinh tế với trồng rừng. Bởi vì bây giờ có một số rừng nó chỉ lau lách với lại chuối chít thì nó đều gọi là nó không mang lại cái hiệu quả cao với kinh tế.
Từ hiệu quả mà dự án đem lại, vụ trồng rừng năm 2021, bà con thôn Nà Cà đã tiếp tục phát dọn gần 40 hectare đồi trồng chít kém hiệu quả và rừng lau lách chuyển sang trồng mỡ. Cùng với niềm vui được hỗ trợ về cây giống, kỹ thuật và con đường mới mở vào khu sản xuất, đến nay việc trồng rừng đang được hoàn tất. Những cánh rừng đang dần được phủ xanh bởi sự đoàn kết, bởi những đổi thay trong nhận thức về bảo vệ môi trường, đã và đang góp phần tạo nên một cuộc sống mới, một tương lai mới cho bà con bản sao Nà Cà.